Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Ngô Vân, mình là nhà sáng lập của thương hiệu Thảo Mộc 37, là thương hiệu rất là nổi tiếng trong thời gian 3 năm qua tại Việt Nam. Và thương hiệu này có một cái sản phẩm rất là hot, đấy là viên nghệ mật ong. Viên nghệ mật ong này là tự hào là viên nghệ mật ong duy nhất tại thị trường Việt Nam, được Bộ Y tế công nhận và cấp phép công bố lưu hành rộng rãi, bán công khai trên toàn quốc cũng như là trên các bệnh viện lớn và các hệ thống siêu thị và nhà thuốc. Thì sản phẩm này là nó sẽ giúp chúng ta là hỗ trợ điều trị các cái bệnh về dạ dày đại tràng, ăn khó tiêu, ợ chua, ợ hơi, trào ngược dạ dày, co thắt đại tràng, cũng như là giúp chúng ta được mờ những cái thâm nám tàn nhang, làm da dẻ hồng hào này, khô cùi mụn, cũng như là ngăn ngừa được cái việc mọc mụn cho chúng ta. Và đây là cái dòng sản phẩm mà nó rất là dễ ăn, dạng viên như thế này, ăn như những viên kẹo và chúng ta rất là tiện trong việc mà chúng ta ăn không cần phải pha chế. Thành phần của nó là tinh bột nghệ nếp đỏ tách hoàn toàn dầu theo công nghệ Nhật Bản, mật ong rừng và sữa ong chúa. Một cái hộp như thế này nó có giá là 300.000. Và chúng ta sẽ ăn, ví dụ như là chị em nào mà chúng ta muốn ăn để chữa dạ dày đại tràng thì chúng ta sẽ ăn trước bữa ăn mỗi ngày, mỗi lần là chúng ta ăn sáng, trưa và tối, mỗi lần chúng ta ăn 3-4 viên. Và sau 2-3 tuần thì thuyên giảm dạ dày đại tràng trong từ 60-80% rồi. Cái sản phẩm này chính là cái sản phẩm mà được lên TV, lên truyền hình, lên báo rất nhiều lần. Đó, được công khai bán tại các nhà thuốc và bệnh viện lớn thì các chị em không phải lo lắng điều gì nữa. Và đây là cái sản phẩm mà em tự hào nhất, em cưng chiều nó nhất. Muốn chia sẻ một chút về cái sản phẩm viên nghệ mật ong này tới các chị em. Cảm ơn mọi người đã xem clip và xin chào, hẹn gặp lại.